Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Sơn Design. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt theo mẫu. Thì ở đây là chị Thơm Hồ có comment vào trong cái bài hướng dẫn cách cắt áo trễ vai của mình. Chị nhờ hướng dẫn cách cắt quần mẫu như thế này. Đây. Đối với quần này thì là phía trước là cạp thường, còn phía sau sẽ là cạp chun. Chưa? Có một ly. Bây giờ mình sẽ cho thông số như sau. Mình sẽ lấy dài quần. Dài quần này tầm khoảng 45 phân. Vòng bụng 70. Vòng mông 90. Vòng đùi 52. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt này. Bạn lấy ra miệng dài quần cho mình 45. Từ độ dài quần chúng ta sẽ lấy xuống hạ đũng. Hạ đũng sẽ bằng 1/4 vòng mông cộng với 1/2 cho đến 2 phân. Đối với đùi chúng ta sẽ hạ sâu sâu một chút nhé. Quần sóc ngắn đấy. 90 là 22/2 cộng 1/5 là 24 này. Từ đây các bạn sẽ lấy xuống 24. Kể cho mình đường hạ mông vào đây. Chúng ta sẽ vẽ cách cái mép này một thước ra. Kẻ một đường lên cho mình này. Tiếp các bạn sẽ tính cho mình cái phần ngang đũng trên đường hạ đũng này, bắt đầu từ cái đường chúng ta vừa kẻ đây nhá. Các bạn sẽ lấy ra ngang đũng sẽ bằng 1/4 1/2 vòng đùi. Các bạn sẽ cộng với cả 1 phân cho mình. Đùi chia 2 cộng với 1 phân. Đùi 52 26 này, chia 2 cộng với 1 bằng 27. Tính từ điểm này các bạn sẽ lấy ra 27. Chưa? Bắt đầu từ đây lấy ra 27. Rồi các bạn sẽ chia đôi. Chia đôi cái phần ngang đũng này ra. Đây sẽ đường tâm ly quần. Kể cho mình đường tâm ly ra đây. Tiếp đến các bạn sẽ lấy từ phần hạ đũng lên cho mình là 6 cho đến 7 phân. Làm đường hạ mông. Các bạn sẽ tính từ phần ngang đũng này, lấy giật vào đây cho mình 3/5. Trên phần dài quần các bạn sẽ lấy đỉnh moi sẽ bằng 1/4 1/10 vòng bụng. Bắt đầu từ điều tâm này lấy ra đây 1/10 vòng bụng nhá. Nối hai điểm này lại với nhau này. Các bạn sẽ vẽ cho mình vòng đũng ra đây. Ok. Phần ống quần này mình sẽ lấy tầm 24. Ngang ống 24 nhá. Thì các bạn sẽ chia đôi ra cho mình, trừ 1. Ống chia 2 trừ đi 1. Đây là nửa ống nhá. Nửa ống chia 2 trừ 1. Còn cả vòng thì các bạn sẽ chia 4 trừ đi 1. 24 chia 2 12 này. Trừ đi 1 11. Đường tâm lấy ra mỗi bên là 11 phân. Tiếp đến tính cho mình phần ngang bụng sẽ bằng 1/4 vòng bụng. Các bạn sẽ tính từ điểm đỉnh moi đây nhá, lấy giật ra đây 1/4 vòng bụng. 70 chia 4 17/2. Chưa? Khi mà các bạn cảm thấy nó phần này nó nhỏ quá thì các bạn có thể cộng thêm 1 phân nữa nhá. Chúng ta bù về thân sau. Quần này có phần cạp chun ở đằng sau nên các bạn có thể cộng ra đây một chút để cho tí nữa chúng ta vẽ cái sườn ngoài nó không bị cong quá. Mình sẽ cộng với 1 phân. Chưa? Ở đây sẽ là 18/5 này. Tính từ điểm này ra đây 18/5 cho mình. Tiếp đến phần
ngang mông sẽ bằng phần tư vòng mông, một phần tư vòng mông. 90 chia 4 22 rưỡi này, tính từ điểm này ra đây 22 rưỡi cho mình nhé. Sau đó các bạn sẽ nối, bắt đầu từ ngang bụng này nối xuống ngang mông. Chưa? Các bạn sẽ nối vào phần ngang ống. Đây các bạn xa bụng cho mình là 2 phân. Môi này. Sau đó các bạn sẽ cắt ra. Chúng ta vẽ sang thân sau. Sau này các bạn sẽ lấy canh vào cho mình, các bạn đo từ mép này vào đây, ví dụ mình đo được 18 rưỡi, các bạn lấy bất kỳ nhá, thì gấu này các bạn cũng phải lấy 18 rưỡi này. Các bạn lấy làm sao để hai điểm này nó bằng với nhau để chúng ta đặt được cái phần tâm ly thân trước vào để chúng ta lấy được phần canh vào. Sau đó các bạn sẽ dâng cặp thân sau lên cho mình 4 phân. Bắt đầu từ điểm này này, các bạn lấy thẳng lên cho mình 4 phân. Nối ra phần ngang bụng này. Chưa? Phần ngang mông các bạn sang sang dấu bằng ngang đũng của thân sau thấp hơn ngang đũng của thân trước là 0,5. Ngang ống này bằng nhau. Từ phần sườn của sườn trong của thân trước này các bạn sẽ lấy ra cho mình 4 phân rưỡi. Ống này lấy ra 2 phân. Chưa? Phần ngang ống lấy ra 2 phân nhé. Đấy là sườn bên trong này, xong rồi này. Đấy lượt phần sườn ngoài. Da sườn ngoài này các bạn sẽ lấy ra cho mình là 3 phân rưỡi cho đến 4 phân. Bắt đầu từ này mày nhá. Từ ngang mông này xuống gấu các bạn lấy đều ra 2 phân cho mình. Đó. Chưa? Xong thân sau. Các bạn sẽ bỏ thân trước này ra. Chúng ta tính đến phần ngang mông của thân sau. Các bạn sẽ tính từ đường sườn này lấy giật về đây sẽ bằng 1 phần 4 vòng mông cộng với cả 1. Chưa? Hoặc là bằng thân mông thân trước cộng với 1 phần ấy. Mình ghi mông thân trước nhá. Chưa? Trước mình lấy là 22 rưỡi, thân sau sẽ bằng 23 rưỡi này. Tính từ điểm này các bạn lấy ra 23 rưỡi cho mình. Chưa? Sau đó các bạn sẽ lấy thẳng cái điểm này sang bên này. Thẳng canh nhá. Đo từ đây ra mép này, 27. Lấy từ đây vào đúng bằng. Chưa? Hai điểm này ngang hàng với nhau. Sau đó các bạn sẽ vẽ vòng vũ đúng vào đây cho mình. Ok, chúng ta sẽ đo phần bụng này. Đây đo được là 19. Các bạn đo lại theo đường cong nhá. 19 này. Đặt tiếp 19 vào điểm này. Đo ra đến đây chúng ta được 43. 43 nhân 2 lên. Đây sẽ bằng 86.
Đây là vòng bụng của quần nhá. Bụng quần là 86 này. Khi vòng bụng thật của chúng ta chỉ mới là 70. Chưa? Thì đây nó đang thừa ra là 16 phân. Đó. Các bạn sẽ tính được cái phần độ chun vào. Độ chun vào thì các bạn sẽ tính như sau. Ta sẽ có được này, con đo từ đây nhá, đến đây nhá, 43. Chúng ta sẽ đo tính đúng bằng 1 phần 2 vòng bụng 70 chia 2 bằng 35. 35 mà so với 43 thì nó sẽ thừa ra là 8 phân. Chưa? Các bạn sẽ cắt cái chun dài 8 phân, chúng ta sẽ may vào phần sau nhá. 8 phân là một nửa đấy nhá. Còn cả thân khi mà các bạn có hai thân sau mà thì mỗi bên sẽ là 6. Mỗi bên hai bên nó sẽ thành 16 nhá. Nhiều quá. Giờ chúng ta sẽ phải nhân đôi cái này lên mà chúng ta sẽ cắt. Cắt nó ra là 16 cm. Đối đầu quá. Đó. Các bạn sẽ cắt một cái bản chun dài 16 phân. Chúng ta may được vào thân sau nhá. Thân sau thì không có cạp. Thì các bạn sẽ cắt liền cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chừa đường may. Mình nói lại cái phần tính độ độ dài chun nhá. Nói đủ củng chỗ này quá. Thì các bạn sẽ đo cho mình cái phần bụng thân trước và bụng thân sau của quần. Đo được bao nhiêu chúng ta nhân đôi lên so với phần vòng bụng thật của chúng ta. Nó chênh nhau bao nhiêu thì các bạn sẽ cắt cái bản chun dài bằng bấy nhiêu cho mình. Thế cho nhanh. Tính đi tính lại. Chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắt chun như sau. À, cắt cạp. Phần cạp của thân trước mình sẽ lấy bản cạp là 3 phân rưỡi, cho nhỏ nhỏ thôi. Các bạn có thể lấy là 4 phân nhá, nhưng mà khi mà các bạn có cái chun 4 phân thì các bạn sẽ lấy cái bản này là 4. Chưa? Bản chun bao nhiêu chúng ta sẽ lấy cái bản cạp của thân trước bằng bấy nhiêu nhá. Để khi mà chúng ta may lên ấy, đường chun của thân trước, đường chun của thân sau ấy, sẽ khớp với cả đường cạp của thân trước nha. Sau đó các bạn sẽ cắt đều đi cho mình này. Ví dụ mình lấy cái chun 3 phân rưỡi thì mình sẽ cắt bỏ cái cạp này đi 3 phân rưỡi. Chưa? Các bạn sẽ cắt bỏ rồi phần này ra. Đây chính là cạp của thân trước, không có phần moi nha. Moi này moi liền. Ok, các bạn sẽ chừa đường may như sau này. Phần cạp các bạn sẽ chừa ra cho mình là 1 phân. Sườn 1,5. Gấu các bạn chừa ra cho mình 3. Phần sườn trong này là 1,5. Vòng đũng chừa ra cho mình là 1 phân. Phần moi này các bạn sẽ cắt đứt bằng phấn luôn. Chưa? Sau đó chúng ta sẽ cắt hai cái cạp, một của bên trái và một của bên phải, các bạn may vào. Chưa? Xong cái chừa đường may của thân trước này, đến chừa đường may của thân sau. Phần phần này chúng ta không cần cắt rời ra nhé. Các bạn sẽ làm cái phần chun liền vào đây cho mình luôn. Thì các bạn sẽ chừa đường may sẽ bằng bản chun cộng với 1 phân nhá. Ví dụ mình đang làm chun là 3 phân rưỡi
thì các bạn sẽ chừa đường may của cái thân sau này là 4,5. Chừa 4,5 lên trên này nhé. Khi mà chúng ta gập xuống là sẽ bằng ở đây. Và chúng ta may được cái chun 3 phân rưỡi vào đây. Còn một phân thì các bạn sẽ gập mí vào. Đó. Đường đũng này các bạn chừa ra một. Sườn này 1,5. Gấu là 3 phân. Sườn trong 1,5. Ok. Đây. Có một phần chun, có một phần ly nữa. Chúng ta sẽ tạo thêm ly vào đây. Ở đây nó có một cái ly này. Chưa? Một cái ly ở đây. Thì các bạn sẽ dán thêm giấy vào đây cho mình. Dán thêm giấy vào phần sườn này nhá. Các bạn sẽ cộng từ sườn này ra đây cho mình là 1,5 cho đến 2 phân. Các bạn sẽ nối vút vào phần sườn. Chưa? Đó. Nối vút vào phần sườn nha. Hiện tại mình không có băng dính ở đây rồi. Cộng từ bắt đầu từ sườn chính nhá, sườn chuẩn nhá. Cộng ra ngoài 2 phân cho mình. Xong các bạn sẽ đánh vút xuống phần mông. Chưa? Bắt đầu từ phần tâm ly quần này, các bạn sẽ lấy ra ngoài cho mình 2 phân. Để chúng ta có thể xếp được cái ly vào đây. Lưu ý cho mình là phần các bạn phải cắt bỏ cạp đi rồi thì các bạn mới cộng thêm được đất ly nhá. Chứ không lại cắt luôn vào cạp thì nó rộng ra thêm đấy. Ok. Đây. Phần ly này các bạn sẽ may vào và chúng ta sẽ hất nó ra ngoài. Và chúng ta may cái cạp này vào như bình thường thôi. Chưa? Đó. Ok, như vậy là mình hướng dẫn xong các bạn cách cắt phần quần cạp sau lưng chun. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.